lại chẳng có một lần chết. Huống chi bệnh của anh. Bệnh của anh? Ông Hùng với cô Thủy nói là anh chịu phẫu thuật là sẽ khỏi mà. Mẹ kìa, sao con chưa đi ngủ? Dạ con đợi mẹ. Tội nghiệp không? Mẹ phải khâu áo cho bà nội nên vào trễ. Bà nội kỳ ghê, cứ bắt mẹ khâu áo hoài à. Ý, con đừng có nói bậy nghe. Nội giận con đó. Không có mẹ thì ba dỗ con ngủ cũng được vậy. Ba đâu có dỗ con. Ba chỉ nói Lily ngoan ngủ đi, rồi ba bỏ mùng xuống đi ra à. Ba đâu có biết. Lily lớn rồi mà còn đòi mẹ hát ru mới ngủ. Mẹ hát mà mẹ còn kể chuyện nữa. Vậy bây giờ mẹ kể chuyện cổ tích con nghe nghe. Ngày xưa. Ôi mẹ ơi, con buồn ngủ rồi, con không nghe kể chuyện đâu. Mẹ hát đi. Hát giống như bà ngoại hát á mẹ. Hát đi mẹ. Chó con nhõng nhẽo quá à. Rồi con ngủ đi. Mẹ hát đi nè. Trăm năm dầu lối hẹn hò, cây đa còn đó, con đò vẫn đưa. Chim xa cành còn thương cây nhớ cội. Người xa người, tuổi lắm người ta rằng không biết thì thôi, chứ biết rồi Ngọc Quỳnh. Anh nói nhỏ, con nó mới vừa ngủ đó. Sao con thức khuya quá vậy em? Nó đợi em vào hát ru nó mới chịu ngủ. Chó con này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Em chiều nó riết nó hư đó. Anh à, mình chỉ có một đứa con thôi mà. Em đi ngủ đây. Ngọc Quỳnh à, khoan ngủ đó mà. Anh à, để em ngủ mà. Ngủ gì mà ngủ. Ba ngày nay đi công tác, dặn em nhớ lắm đó. Anh à, kỳ quá à. Con nói vậy bây giờ đó. Gì kỳ vậy? Tôi để ý rồi nghe. Nãy giờ xô hai ba lần rồi đó. Ngủ ngủ đi. Anh à, anh Hùng, em xin lỗi. Mấy đêm nay em mất ngủ nên mệt quá à. Trời ơi, Quỳnh, em bệnh hay sao mà không ngủ được vậy? Dạ, mẹ cần mấy cái áo thiêu để dự đám cưới con người bạn, mà em ban ngày thì bận quá nên phải theo đêm, rồi còn lo cho con ngủ nên em rất là mệt mỏi. Thế xong việc là muốn ngủ say. Tại sao em không nói rõ ràng để anh xử sự như là phường thất phu? Bây giờ thì em hãy ngủ đi. Anh thương em thì anh đừng có vội giận. Em cũng có điều không phải không nên.
bốn phần làm vợ là phải chịu ý của chồng, chứ đâu thể diễn cớ này cớ kia. Bởi tại anh bợp chợp nên hiểu lầm, em chớ bận lòng nghĩ suy. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Anh cũng ngủ đây. Ngủ ngon nghe em. Ủa, con cũng thức rồi đó hả? Dạ, con thức nãy giờ rồi mà. Tươi ơi, bà thức rồi nè, dọn điểm tâm đi em. Dạ. Con chưa ăn điểm tâm sao? Dạ, con đợi mẹ thức dậy rồi cùng ăn luôn thể. Con lo ăn trước rồi còn đi làm, tại sao vợ con nó không lo cho con trước vậy? Dạ thưa mẹ, vợ con vừa làm điểm tâm xong, tới giờ cho bé Lily đi học nên dặn con Tươi lo. Dạ lại Quỳnh còn đi chợ nữa. Dạ, mời bà, mời cậu. Lên dọn dẹp trên phòng đi. Dạ. Hùng à. Dạ. Vẻ mặt con dường như không có được vui. Dạ. Đâu có mẹ. Đừng có dối mẹ nữa. Mẹ đẻ ra con lẽ nào mẹ không hiểu sao? Con trách mẹ để cho vợ con cán đáng nhiều công việc nhà là phải không con? Dạ thưa mẹ, con đâu dám trách mẹ. Nhưng mà con chỉ hơi thắc mắc thôi à. Nhà ta đâu có thiếu hụt chi mà lại cho chị bếp nghỉ, để vợ con phải lo hết mọi việc trong nhà, tất bật suốt ngày còn bận biểu con thơ. Vậy mẹ cưới dâu chắc là phải để thờ. Công việc có chi đâu mà con thấy là cực nhọc. Ngày xưa mẹ làm dâu còn khổ gấp trăm lần. Ngày trước khác nay xin mẹ hiểu dùm, đâu còn cánh mẹ chồng khe khắc với nàng dâu. Có phải Quỳnh đã than với con nó bị đài đọa? Dạ thưa không, Quỳnh chẳng nói một lời nào đâu mẹ. Chỉ có con cảm thấy thương Quỳnh nên có mấy lời mong mẹ chớ giận phiền con. Nếu con nói vậy thì lát nữa mẹ đi đăng báo tìm người. Còn vợ con cứ để nó nghỉ ngơi cho con khỏi nóng ruột. Mẹ, đó là con chỉ hỏi ý kiến của mẹ thôi, chứ con đâu có ý trách móc hay là phiền hà gì mẹ đâu. Việc sắp xếp trong nhà này xưa nay vẫn là phần việc của mẹ. Nếu mẹ thấy hợp lý thì chúng con đâu có dám cãi. Tới giờ con phải đi làm rồi. Dạ thưa mẹ, xin phép mẹ con đi làm. Tôi à. Dạ. Dẹp đi. Khoan đã. Hôm qua bà đi vắng ở nhà, mày có nghe mợ nói gì với cậu không? Dạ không. Cậu đi làm về, mợ dọn cơm cho cậu ăn, rồi pha cà phê cho cậu. Cậu uống cà phê, xem báo, nghỉ một chút thì cậu đi làm. Mợ mày không ở đó với cậu hay sao? Dạ, mợ đi ủi quần áo cho bà và cậu. Sao mày không ủi? Dạ, mợ nói con không biết ủi để mợ làm cho, nên con phải nghe theo. Từ nay mày phải ủi đồ cho tao. Dạ, mợ nói con không làm được, vì đồ bà và cậu toàn là thứ mắc tiền, lỡ trái hư thì phiền. Chuyện gì nó cũng dành làm rồi than thở với cậu mày. À, mày vô phòng mợ coi mấy cái áo thêu xong chưa? Dạ. Thưa bà, mợ thêu rồi hai cái, còn hai cái chưa thêu, với một cái còn đang dở dang. Chừng nào mợ về mày nhớ nói chỉ thêu một cái đang dang dở đó thôi, còn hai cái kia khỏi thêu nữa. Dạ. Dạ thưa bà, mợ về tới và đang đứng nói chuyện với ai ngoài cổng kìa bà. Muốn nói gì thì vô nhà nói, sao đứng trước cửa vậy?
Ủa, sao cậu ấy lại bỏ về? Có mẹ không tiện nói chuyện riêng phải không con? Dạ thưa mẹ, anh con đến cho con hay. Má con bị sốt nặng chứ đâu có chuyện riêng gì. Phận gái của chồng phải theo chồng. Cậu ấy là con trai lớn, tại sao không lo cho cha mẹ? Mỗi chút mỗi lại đi tìm con. Mai là nhà ở gần à, chứ nếu ở xa thì phải làm sao? Không lẽ nằm đó để đợi con về? Nếu con có muốn chạy về thăm bà thì để công việc nhà lại mẹ làm cho. Thưa mẹ, con có tính đi đâu? Bây giờ con vào lo việc nấu ăn, mẹ cứ yên lòng sửa soạn đi chơi. Ý chết, mẹ quên cái hẹn với mấy bà. Mẹ phải đi liền, kẻo mấy bà chờ lâu. Dạ. Tươi ơi, lấy áo cho bà đi em. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Ủa, mẹ đâu? Sao không đón em vậy chị? Mẹ em nhức đầu, bảo chị đưa em vào tắm thay quần áo. Ngoan, đi với chị tắm sạch sẽ rồi hãy lên mẹ. Không, em lên mẹ à. Bà đâu rồi? Dạ, bà đi chơi đằng bà Lý. Mợ bệnh lâu mau rồi? Dạ, mợ nấu cơm xong hết rồi mới bệnh. Nhà có ghi số điện thoại? Tại sao mợ bệnh nhà không có ai? Sao mà không gọi cho cậu biết cho cậu mời bác sĩ? Dạ, dạ. Cậu à, mợ, mợ. Chuyện gì vậy? Sao ấp úng hoài vậy? Dạ. Có việc gì cứ nói đi. Dạ, mợ con không có bệnh mà tại mợ khóc nên mợ nhức đầu. Cái gì? Khóc nhức đầu hả? Dạ. Nè, tại sao khóc? Nói lẹ đi. Dạ, hồi sáng này có cậu Quý lại đây. Cậu nói bà ngoại của Lily đau nặng nên đến nhà cho hay. Lúc đó mợ con đi chợ vừa về đến nơi, chưa kịp nói chi thì cậu Quý bỏ ra về. Rồi bà la mợ con đủ thứ chuyện trên đời. Mợ con nín tin vào nhà lo công việc, vừa khóc vừa làm nên bị nhức đầu thôi. Mợ còn dặn con đừng cho cậu hay tự sự, nhưng con không đành thấy mợ bị khổ thân. Cảm ơn em đã nói sự thật cho tôi biết. Cậu! Trời ơi, sao tôi nhiều chuyện quá vậy không biết nữa. Mẹ tắm cho con đi mẹ, tắm cho con đi. Con à, con ngoan đi tắm với chị Tươi đi. Mẹ hết bệnh rồi sẽ tắm cho con. Lily, con đừng có quấy mẹ. Đi với chị Tươi đi. Dạ. Con tắm xong, mẹ ăn cơm với con nha. Được rồi, đi đi con. Đi với chị nè bé Ly. Ngọc Quỳnh, anh xin lỗi em. Kìa, anh có lỗi gì đâu mà xin. Em chỉ nhức đầu một chút thôi mà. Tươi đã nói cho anh nghe rồi. Em nên thương anh. Em đừng có buồn mẹ. Còn má bên nhà anh sẽ lo rước bác sĩ đến săn sóc. Em cứ yên tâm. Em à, chúng ta đều là những đứa con. Mà hạnh phúc to lớn nhất của những đứa con là khi còn có mẹ. Vậy em hãy cùng với anh lo lắng làm sao cho hiếu đạo vuông tròn. Mẹ của chúng ta hơi sức đã mòn, tuổi càng cao thì tánh tình càng khó chịu, hay lớn tiếng nặng lời và cư xử khắt khe.
bổn phận làm mì con, chúng mình nên bao dung rộng lượng, cố làm sao cho mẹ được vui lòng. Anh biết em rất buồn, nhưng đừng trách giận nghe em. Anh Hùng ơi, bổn phận dâu con, em dám đâu hờn giận mẹ. Em chỉ buồn sanh ra trong kiếp nghèo lần đần, không lo được bản thân còn gây phiền lụy cho chồng. Từ lúc cưới em, anh đã nhiều phen chật vật gắn gồng, hết lo trả nợ cờ bạc cho người anh vợ, lại lo tiền cho cha mẹ vợ thuốc thang. Quỳnh à, đừng khóc nữa em ơi, cho lòng anh càng thêm đau xót. Hãy cố gắng vì chồng con, vì gia đình của chúng ta. Mẹ già dù khó khăn, đạo làm con chớ nên trách phiền. Em đã nói mẹ là người em yêu kính, có sợ lo nhưng lòng em không chút giận hờn. Nhưng cứ để cho em buồn em khóc hoài như vậy, thật tình anh cũng không yên tâm được Quỳnh à. Sở dĩ em buồn là vì bệnh của má em. Em muốn đi thăm má, nhưng sợ mẹ chồng hờn giận. Ôi, thật là tội nghiệp cho em. Nhưng Quỳnh à, em cứ yên tâm đi, ngày mai anh sẽ xin phép mẹ cho em về thăm má. Nếu bệnh má chưa thuyên giảm thì mình đưa má vào bệnh viện, có bác sĩ hay thì bệnh má sẽ mau khỏi thôi em mà. Quỳnh ơi, em hãy vui vẻ lên, trước mắt ta còn cả tương lai rực sáng đang chờ. Công ty đang hồi phát triển, anh có nhiều tiền, lo cho hai gia đình, hai má được sống nhàn hạ an vui. Lý lý con mình ăn học đến nơi đến chốn, chỉ nghĩ đến là lòng anh tràn ngập niềm vui. Giỏi lắm, có sức thì ráng làm mà lo cho bên vợ, còn phần của mẹ con khỏi lo. Mẹ à, con khỏi phải phân trần gì cả. Mẹ biết con tốt và ai cũng muốn lo hết á. Nhưng mấy người nghèo ấy, hết tiền là bệnh, bệnh đó là không có bác sĩ nào mà chữa hết đâu con à. Dạ thưa mẹ. Còn con nữa, tất cả những việc làm của mẹ, nếu con không bằng lòng cứ nói thẳng ra, để mẹ biết mình sai mà mẹ sửa. Chứ càng ngày tuổi mẹ càng già, lẩm cẩm khó khăn chắc là không tránh khỏi. Dạ thưa mẹ, con có đâu mà con lặng im, rồi trước mặt chồng thì nỉ non than thở, nước mắt thì giọt vắn giọt dài, chính mẹ nhìn mà mẹ còn không chịu nổi. Mẹ à, cái chuyện này không phải như vậy đâu. Không khéo chồng của con nó nghĩ là mẹ nó hà hiếp vợ mình. Con đã nói là không phải như vậy mà. Rồi gây nên xào xáo trong gia đình, chuyện đó không tốt đẹp gì đâu con. Mẹ già rồi, nhưng nếu có lỗi với con thì mẹ đây vẫn sẵn sàng hạ mình mà xin lỗi con dâu. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con mẹ ơi. Mẹ à, nãy giờ con với Quỳnh đang nhắc nhau phải hiếu để với mẹ, không được làm chuyện gì cho mẹ buồn. Chứ Quỳnh đâu có trách phiền gì mẹ đâu hả mẹ. Chẳng thà nó nói, chẳng
thà nó thẳng thắn trách phiền thì mẹ, mẹ còn biết mà thanh minh, hoặc là mẹ xin lỗi nó. Chứ hở ra thì chạy lên phòng tỉ tê khóc lóc với chồng. Có phải nó muốn mượn tay con để trả đũa mẹ hay không chứ? Mẹ, hoàn toàn không phải như vậy đâu mẹ à. Thái độ binh vực vợ của con từ nãy giờ chứng minh rằng lời nói của mẹ hoàn toàn đúng. Thằng con của tôi nó chống lại tôi để binh vực cô, như vậy là đúng ý định của cô quá rồi, còn gì nữa mà khóc chứ. À, hay là cô muốn khóc cho tới lúc nào mà nó bắt tay tôi và tấm cổ tôi ra khỏi phòng này thì cô mới hả dạ, phải không cô? Hả? Mẹ ơi mẹ, sao mẹ nói kỳ vậy mẹ? Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh nè, Ngọc Quỳnh. Trời ơi, mẹ, con thật là không chịu nổi mà. Xin lỗi, có phải Mạnh Hùng không? Kha phải không? Đúng rồi, ai ngờ mình gặp lại nhau. Nghe bạn bè nói anh làm ăn khá, vợ đẹp con ngoan đầy đủ, sao lại không ở nhà hưởng phước mà ra đây ngồi uống rượu một mình vậy? Làm ăn khá, vợ đẹp, con ngoan, lời đồn quá là không sai. Nhưng chỉ vì đầy đủ quá nên tâm trí không được thảnh thơi lắm. Nói gì nghe lạ vậy? Uống mừng cuộc gặp gỡ này đi. Chuyện của mình không có gì đâu, chút ít phiền toái trong gia đình thôi mà. Nào, uống. Bây giờ anh cho tôi biết 10 năm nay đi đâu và hiện làm gì. Nè, trông anh bây giờ có vẻ đường bệ lắm đó nghe. Anh nói giống như tôi là quan án sát hay tuần phủ gì vậy? Tôi chỉ là luật sư thôi. Anh là luật sư? May quá. Sao lại may? Anh có việc cần luật sư à? Công việc doanh thương càng ngày càng mở rộng, tôi cần một luật sư để giúp tôi trong việc pháp luật. Tôi đang đi tìm nhưng mà chưa có ai hợp tình hợp ý. Nay gặp anh thật là may mắn, chúng mình là bè bạn với nhau. Không biết anh có sẵn lòng. Việc đó đâu có gì khó khăn, mà anh rào đón cho mắc công. Vậy hôm nay mình bắt tay vào việc, sẵn tiện tôi mời anh đến nhà của tôi ăn bữa cơm rồi tính chuyện rõ ràng. Hôm nay tôi phải về nhà tôi. Anh dọn về đây ở đường phố nào vậy? À, tôi ở đường Baxter. Ủa, tôi cũng ở đường Baxter. Gần đó có một phòng luật sư, nhưng mà đâu phải tên của anh. Tôi đổi tên là Minh Khánh rồi. Hèn chi, vậy là tụi mình ở gần nhau, tiện quá. Hôm nào anh đến chơi được, để tôi bảo bà xã chuẩn bị đón tiếp. Gì mà long trọng dữ vậy, bữa cơm gia đình là được rồi. À, chủ nhật tôi đến. Chủ nhật đến phải không? Vâng, tạm biệt nha. Đời người thay đổi nhanh quá, không ngờ Kha lại có ngày nay. Uống chút rượu rồi ăn cơm hai cháu. Đây là bữa ăn gia đình, cứ tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn bác. Dạ thưa mẹ, đây là cô Thu Thủy, đồng sự của anh Khánh. Con mời chị đến ăn chơi luôn. Vậy à?
cháu có một bạn đồng sự thật là đẹp đẽ quý phái. Dạ bác quá khen. Anh Hùng, chị Hùng đâu, cho chúng tôi biết mặt chứ. Vợ tôi đưa cháu Lily đi thăm bà ngoại. Hôm nay ngoại của Lily xuất viện. Nó nấu nướng xong á, nó đi đó. Chắc cũng về ngay thôi. Hai cháu cứ tự nhiên. Hôm nay bác mừng lắm, vì nghe thằng Hùng nó nói đó, cháu Khánh là người cùng xứ cùng quê. Đã bao năm trời mới vừa gặp nhau, người ta nói tha hương ngộ cố tri, thật quá là không sai. Chúng con trước kia cùng học chung trường, rất hợp tánh nhau nên tình cảm đậm đà. Rồi hoàn cảnh hai nhà cách biệt đến ngày nay, thế sự bế dâu dời đôi. Đã bao lần tôi lao đao lận đận, vì trong cảnh khổ nghèo tôi phải tự lực mưu sinh. Hôm nay anh với Hùng tương hội, hãy bỏ qua những ngày cơ cực khi xưa. Các con đã cùng nhau thành đạt, chung sức chung lòng lo việc làm ăn. Dạ chắc chắn rồi thưa bác. Hùng đang cần một luật sư mà Hùng có thể tin tưởng như con. Ngược lại có một ông chủ như Hùng đối với con quả là may mắn. Thôi mà, thổi phồng tôi quá, tôi hư đó nghe anh bạn. Thôi ăn đi, ăn đi các con, ăn, ăn vô. Thấy chưa, lần đầu tiên mẹ tôi vui như vậy đó anh Khánh. Nè, coi bộ anh hợp với mẹ tôi rồi đó. Dường như mẹ con của Lily về rồi đó. Dạ thưa nội, thưa ba, con đi thăm ngoại mới về. Giỏi, con gái của ba giỏi lắm. Nè, con chào cô chào bác đi con. Dạ con chào cô, con chào bác. Lily ngoan quá, mẹ cháu đâu? Dạ, dạ mẹ kìa. Để tôi giới thiệu. À Ngọc Quỳnh à, đây là luật sư Minh Khánh. Còn đây, đây là cô Thu Thủy, bạn cũ của anh. Chào ông luật sư. Chào cô Thu Thủy. Anh Khánh, anh Khánh, chị Hùng chào anh kìa. Anh sao vậy? Dạ, chào chị. Xin lỗi, tại tôi nhìn chị giống một người bạn ở cùng quê. Coi chừng anh có quen đó. Lúc nhỏ Quỳnh cũng ở tỉnh, dân Phụng Hiệp mà. Có lẽ vậy. Dạ thưa mẹ, con vào lo cho cháu ăn trưa. Chị Hùng, chị nấu ăn ngon lắm, phải ngồi ăn với chúng tôi chứ. Dạ cảm ơn cô. Để khi khác. Lúc nãy tôi đi đón Lily, tôi thấy hơi bị choáng. Xin phép. Em à, nhớ uống thuốc nghe em. Thu Thủy đừng có bận tâm. Tánh Ngọc Quỳnh là như vậy đó. Những bữa cơm gia đình ít khi cùng ăn, lu bu hết việc này đến việc nọ. Xin chúc mừng anh có người vợ tốt. Cảm ơn. Thôi, mình dùng cơm xong, tôi sẽ đưa anh và cô Thu Thủy ra xem công ty của tôi, rồi ghé nhà anh cho biết văn phòng của luật sư Minh Khánh nữa. Vậy là tôi đã dành hết ngày chủ nhật của anh chị sao? Không có được đâu. Không có gì đâu. Con làm việc bận rộn suốt ngày, lâu lâu cũng phải đi chơi với bè bạn chứ. Ăn đi, ăn trái cây đi, ăn thêm đi rồi đi mà. Dạ, dạ chào, chào bác. Bác mình đi anh Hùng. Dạ thưa mẹ, con đi. Quỳnh ơi, anh đi một chút anh về nghe Quỳnh. Dạ. Ba đi về mau nghe ba. Ba về liền.
hạnh phúc gia đình anh thấy mà bắt thèm. Thèm thì cưới vợ đi. Định mệnh nào đã khiến xui anh ấy đến đây? Mẹ ơi! Gì vậy con? Mẹ ơi, tại ba không cho mẹ đi nên mẹ buồn phải không? Đâu có, mẹ đâu có buồn. Mẹ đâu có thích đi chơi. Mắt mẹ đỏ kìa. Hay là mẹ nhớ ngoại? Để mai con nói với ba cho mẹ về thăm ngoại nữa nha. Con của mẹ mới có mấy tuổi đầu mà đã thắc mắc hết chuyện này đến chuyện kia. Lớn lên mà như vậy là khổ lắm nha con. Nè, giờ lại giường nằm đi, để mẹ hát ru cho con ngủ hả? Mẹ à, con không muốn ngủ. Trưa chủ nhật á, ngủ một chút thôi mà. Chiều ba về đưa con đi chơi. Ngủ đi con. Ngủ cho say mộng nghe lời mẹ ru thiết tha. Nhìn vẻ thiên thần như ngọc trắng ngần, đời con rực rỡ như đóa hoa xuân. Đừng như thân mẹ âm thầm lệ rơi bao tháng năm, quên mình vì con để tạ ơn chồng. Thời gian lặng lẽ đã bao năm, trách ai khơi lại cho tàn cho lòng ta nhói đau. Minh Kha, cành đu đủ quá đã vàng qua mướp của ta ơi. Một năm thêm mấy tháng rồi thu qua đông lại bồi hồi sắp xuân. Gặp gặp mấy lần tưởng quen mà là tưởng gần mà xa. Ai làm cách trở đôi ta vì anh dùng gương hay là vì em? Trăng còn đợi gió chưa lên hay là trăng đã tròn trên mái nhà? Quỳnh em, còn sớm mà, sao anh tới sớm vậy? Coi cái mặt kìa, còn bài đặt nói lẫy người ta nữa. Em biết hồn, anh cũng tranh thủ dữ lắm đó. Anh biết em chờ
nhưng anh phải dạy kèm con của bác Bảy. Thấy trễ giờ nên anh mượn xe đạp của thằng bạn chạy đến đây nè. Đừng có giận nha. Giận anh làm gì cho mất công á. Thôi mà, người ta mắc câu chuyện chứ bộ người ta coi thường cuộc hẹn với em sao mà giận hờn không biết nữa. Nè Quỳnh ơi, em không nghe người ta nói sao? Con gái mà hay giận hay hờn thì sẽ mau già lắm em ơi. Cứ vui cứ cười, những nụ cười thật tươi với cả trái tim tha thiết yêu đời. Mình không giàu sang để sống đời quá mong, nhưng đâu ai cấm mình dưỡng nuôi khác dòng. Về một ngày tươi sáng ở tương lai, để niềm tin yêu chan chứa từng ngày. Nhưng trong cuộc đời này luôn có những điều bất trắc, và khi số phận đã an bài thì con người làm sao thay đổi. Ai không muốn vui để cho tâm hồn phơi phới, nhưng trong lòng em luôn nặng lo âu thì niềm vui tìm thấy nơi đâu. Vậy em đang lo lắng chuyện gì? Cứ nói cho anh biết đi. Em biết nói gì đây? Từ lúc mới quen nhau cho đến giờ, có buổi hẹn nào mà em không chờ đợi, nên em quen rồi không phiền giận anh. Chỉ đau thương cho số duyên đôi mình, Ngọc Quỳnh ơi, lời nói em chưa đầy đau thương khổ hận, làm cho anh đau xót tâm can và tuổi phần cơ hàng. Chồng chất lên vai bao nghịch cảnh phũ phàng, chật vật với kiếp nghèo lo cho mẹ cha không trọn vẹn, còn giới tình cũng không có gì bù đắp được cho em. Nhìn mái tóc thề buông xõa bờ vai, anh càng tự thẹn cho thân trai bất lực. Một chiếc kẹp cài đầu cho người yêu cũng mua chưa được, thì nói gì đến việc hôn lễ cưới xin. Không lẽ những người nghèo đều phải sống cô đơn hay sao? Chúng ta đã yêu nhau thì giàu gian khổ khó nghèo cũng phải cùng nhau chịu đựng chứ. Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh ơi, giàu anh bằng trăm công ngàn việc, nhưng tình anh yêu em vẫn tha thiết mặn nồng. Hình ảnh em luôn ngự trị ở trong lòng, xin em ráng chờ ráng đợi, khi bổn phận lo tròn anh sẽ tính việc hôn nhân. Minh Tuấn ra trường anh mới yên tâm, nó sẽ thay anh lo cho cha mẹ. Em nào quản chi năm dài tháng rộng, chỉ e cuộc thế bể dâu dời đôi biết sao.
Quỳnh. Sao em cứ nghĩ về những điều trắc trở hoài vậy? Gia đình em nửa năm nay càng tồi tệ, anh hai bạc bài hư hỏng, cung nợ chất chồng. Má định dời nhà ra chợ mua bán và lo việc gả em. Kha ơi, nếu anh không bước tới, em sợ. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời gian khổ chớ điêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhường đường. Quỳnh ơi, nếu thật sự có ngày chia ly đau xót đó, hoàn cảnh hiện nay anh cũng phải cam đành, vì anh không thể nào làm khác hơn nữa được. Bên tình bên hiếu anh phải chọn một mà thôi. Nhưng anh xin hứa một lời, suốt cả một đời anh chỉ yêu em. Anh Kha. Ngọc Quỳnh. Mẹ đây nè, ngủ thêm chút nữa đi con. Ngủ đi con. Liên Liên ơi, lúc nào con cũng là người đánh thức mẹ trong cơn mê muội. Mẹ là người đã có chồng con, còn người ta, họ đã có một tương lai vững chắc. Hãy quên đi, quên tất cả đi. Con của mẹ. Từ văn phòng đi đến đây, tôi thấy Thủy dường như muốn nói gì với tôi, phải không? Minh Khánh, anh có còn xem Thủy là bạn không? Thủy nói gì vậy? Mình là đồng sự, sớm tối gặp nhau, tôi có gì thay đổi đâu. Có. Từ lúc đến nhà Mạnh Hùng đến nay, lúc nào anh cũng có vẻ mặt bất thường. Hôm qua Thủy đến văn phòng, cô thư ký nói là cả tuần nay bao nhiêu văn kiện anh đều không xem tới. Minh Khánh, đã là bạn bè sao anh lại vô em? Đã từng như tri kỷ tri âm thì phải rất ngọt chia buồn. Thủy ơi, tôi đâu có việc gì giấu bạn, chẳng qua là tôi quá mệt nhọc. Anh chẳng có gì qua mặt được em, hãy nói ra đi cho tâm trí nhẹ nhàng. Khi anh vừa thấy Ngọc Quỳnh, đôi tay anh run rẩy. Mỗi người đã vô tình nên không ai để ý. Còn chỉ ta thì mặt mày xanh tối, đổ thừa không khỏe bỏ vào trong, có phải là để tránh mặt anh? Học giỏi tài ba cách nào cũng là đàn bà. Anh muốn nói em nhiều chuyện phải không? Xin lỗi, anh không có ý đó. Nhưng anh muốn nói, chỉ có phụ nữ mới có những quan sát tỉ mỉ về những trạng thái của người ta. Vậy là anh đã nhận? Phải. Anh không chối, anh với Ngọc Quỳnh đã có một thời thân thiết, với một tình yêu chân thành cao đẹp, dù sống bằng năm tháng gian lao hay
dai gánh nặng gia đình của nhau, nhưng vẫn cho nhau hạnh phúc ngọt ngào suốt những tháng năm sống tại quê nhà. Rồi cuộc đời nhiều phong ba biến động, ngăn cách cuộc tình thơ mộng của đôi tim. Nàng lên xe qua bằng cõi lòng da lạnh, anh cũng âm thầm tan nát cả con tim. Chuyện tình yêu từ muôn kiếp đến nay, những mối tình đau thường gấp nhiều trắc trở, để cho con người ôm kỷ niệm thương đau. Nhưng nếu đã yêu bằng tình yêu chân thật, thấy người mình yêu vui vẻ yên phận, ta nên chấp nhận. Đừng buồn đừng hận, mà hãy vui mừng cho hạnh phúc của người thương, rồi cố tìm hy vọng ở tương lai. Đời lắm bể dâu nhưng đời rất công bằng, mất mát hôm nay sẽ bù đắp sau này. Thủy không nghe người ta nói sao? Cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Nhưng bây giờ nhắc làm chi nữa khi Quỳnh đã có chồng con. Thôi bỏ đi, bây giờ anh đưa Thủy về nhà nha. Minh Khanh, anh sao vậy? Để em đưa anh đi bác sĩ. Không sao, lâu lâu anh bị nhức đầu qua mắt, một chút sẽ khỏi thôi. Cả năm rồi, chứ không phải gặp Ngọc Quỳnh mới có đâu nha. Anh lái xe có được không? Anh nói không sao mà. Đi ra xe em. Ngọc Quỳnh. Kìa, sao anh lại ở đây? Tôi chờ em. Xin lỗi anh, tôi còn đi chợ. Có chuyện gì sao anh không nói với chồng tôi? Ngọc Quỳnh, em trở nên tàn nhẫn vô tình từ bao giờ vậy? Đây là cổng trường bao nhiêu phụ huynh lui tới. Dầu em đứng nói chuyện với anh, có ai dị nghị gì đâu mà em sợ. Anh muốn nói gì thì nói đi. Ngọc Quỳnh, em hận tôi đến như vậy sao? Không, tôi không có gì để hận anh cả. Chỉ vì hiện nay tôi là gái đã có chồng, bổn phận làm dâu làm vợ thì giờ của tôi rất ít. Ngọc Quỳnh, tôi biết là em rất an phận bên chồng bên con. Bao năm cách biệt trong lòng tôi thật không an. Cảm ơn anh, xin anh chớ bận lòng. Mười năm nay tôi vẫn sống an lành. Dòng tộc thế gia mà phải giữ con đi chợ, em đúng là hiền phụ của thời xưa. Cuộc sống của tôi là do tôi tự chọn, ân nợ quá nhiều gian khổ. Ân nợ. Ngọc Quỳnh, hãy nói thật cho anh biết, em với Mạnh Hùng có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc hay không thì anh đã thấy rồi đó. Một hạnh phúc mà anh bảo với Mạnh Hùng là anh rất thèm khát ước mơ. Ngọc Quỳnh ơi, suy tư gần gần mắt môi buồn. Đâu có dòng lệ tương tư tuôn chảy đến cạn nguồn, và đâu có những chuyện tình ngang trái
để cho người ta chép thành nhạc thành thơ. Từ đổ xa em tôi bỗng thấy bơ vơ, nên tôi vội vã trốn vào trong kỷ niệm. Vì ở đó vẫn còn em nguyên vẹn, để tôi ru từng giấc ngủ muôn phiền. Nhưng đó chỉ là vùng đất cằn khô, nó sẽ giết chết đi của anh niềm khát khao sự sống. Phải, và hiện giờ tôi đang sống đây mà như tôi đã chết. Vì tôi không còn biết yêu thương hay rung động trước một ai. Để làm gì hả anh? Trong khi hiện giờ anh vẫn biết rằng tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Tôi đã có chồng và tôi đã sanh con. Dù muốn dù không, tôi cũng đã gói mình trong bốn phần. Còn anh, hiện giờ anh là một con người có địa vị, sự thành đạt mà ai cũng khao khát ước mơ. Thì hãy tạm vui với những gì mình đang có, đừng hoài vọng chi ở một đoạn đời. Chuyện ngày xưa không cần biết lỗi do ai, có đào bới chỉ gây thêm phiền. Chuyện ngày nay ta đừng nên ích kỷ, hãy sống cho bây giờ và cho những người thân. Nếu như thật sự đó là cuộc sống tốt đẹp của em, là hạnh phúc của em, thì anh không còn gì luyến tiếc. Anh sẽ vui mừng và hạnh phúc với hạnh phúc của em. Nhưng theo anh thấy, những gì anh thấy chưa hẳn đã là bản chất của sự việc. Anh cũng không thể tìm hiểu sâu xa, vì đó là cuộc đời riêng của mỗi con người. Tốt nhất anh nên đến với chồng tôi bằng công việc hàng ngày, không pha lẫn chuyện riêng tư. Còn tôi với anh, từ nay đừng nên gặp nhau nữa. Những việc chiều qua nơi bến xưa tìm ai trong giấc mơ, để cho bao nhớ thương trong bóng trăng chờ nhau. Người đi trong tái tê để tìm tôi xót đau. Giờ đây trong bóng mây để cô quên tình đầu. Cà phê cho tỉnh táo đi. Cảm ơn em. Khuya rồi, em ngủ trước với con đi. Anh sẽ vào sau. Sắp xong rồi. Lúc này công ty nhiều việc lắm sao mà anh phải mang sổ sách về làm vậy? Công ty càng phát triển công việc càng nhiều, cô thư ký lo không hết nên anh phải phụ.
Anh à, hay là anh cho em ra phụ với anh nghe. Công việc này em lo được mà, anh tin em đi. Học lực của em đối với việc này thì quá dễ, sao anh lại không tin em? Anh chỉ lấy làm lạ là trước kia mấy lần anh định xin mẹ cho em ra công ty với anh thì em không chịu. Sao tự nhiên hôm nay em lại đổi ý hả? Lúc trước tại Lily còn quá nhỏ, bây giờ con đã vô trường rồi. Mẹ thì suốt ngày đi đây đi đó, nhà rộng mênh mông, ra vào chỉ có mình em à. Phải chờ đợi đến chiều mới gặp được chồng con. Làm sao em chẳng đau buồn, ngoài con tươi chẳng ai tâm sự. Lời em nghe xót xa vô cùng, bao ngày qua nhìn em u rũ sơ xác mà thương. Mình yêu nhau nên khổ với nhau, trong nghĩa vợ chồng tính hơn kém mà chi. Anh à, không phải em chê việc nấu cơm giặt giũ, nhưng em nghĩ mấy việc đó ai làm cũng được, chỉ cần chọn người siêng năng thật thà. Còn việc sổ sách ở công ty thì khó khăn hơn. Hơn nữa Em muốn chồng vợ ở gần nhau tốt hơn. Ngọc Quỳnh, hôm nay em sao vậy? Có phải em nghi ngờ anh? Anh à, không có đâu. Anh chẳng có gì để em nghi ngờ cả. Nhưng tự em suy nghĩ, mình cưới nhau đã bao năm nay, ngoài bổn phận làm vợ, em đã phung phí thời gian vào những việc không đâu. Tình yêu thương mờ nhạt hững hờ, âm thầm lặng lẽ bên nhau, nhìn tuổi xuân ngày một qua. Mà anh có phiền trách chi em, vợ chồng nghĩa nặng trăm năm, đâu phải việc qua đường. Em đừng nghĩ ngợi làm chi, em đã vì anh bao năm dài khổ nhọc, lo cho chồng rồi lại nuôi con, còn phụng sự cho mẹ chồng như người hiền phụ thời xưa. Từ nay em không muốn đóng vai hiền phụ, mà chỉ muốn bên anh làm một nhân tình. Ngọc Quỳnh ơi, em đã gặp phải chuyện gì? Thay đổi thình lình anh thật là khó tình. Anh mới là khó hiểu đó. Lúc trước anh lúc nào cũng muốn em ở bên anh, bây giờ em muốn kề bên anh thì anh lại không chịu. Hay là anh đã có... Nè, em đừng có nghĩ bậy chứ. Quỳnh ơi, tình của anh đối với em trước sau như một, nhưng bao nhiêu năm qua anh đã quen với tính nết trầm buồn lặng lẽ. Hôm nay bỗng nhiên em lại đổi thay, làm sao anh khỏi hoang mang lo sợ trong lòng. Có phải vì anh không trọn đảo làm chồng, hay là mẹ đối với em luôn luôn khe khắt, nên em nản lòng muốn tìm một cuộc phiêu lưu? Vợ theo chồng là hợp lý tự nhiên,
tại sao anh lại đem mẹ gán vào trong đó? Quỳnh ơi, anh hiểu em từng chân răng kẻ tóc, có phải em đang gặp điều chi rối loạn tinh thần? Không có gì hết mà. Nếu anh không muốn cho em đi làm thì thôi. Đi làm với anh thì việc rất cần, nhưng anh muốn biết là đã xảy ra sự gì. Ngọc Quỳnh, đừng có giấu anh nữa. Nội cái bữa cơm trưa thôi, em lấy món này quên món nọ là anh đã để ý rồi đó. Anh Hùng à, cảm ơn anh đã quan tâm đến em từng giây từng phút. Quả thật hôm nay lúc đưa con vào trường rồi đi chợ, em đã gặp một vị quá kinh hoàng. Một chiếc xe hơi đã tông vào em đó, chút nữa đã không còn mạng để quay về. Trời đất ơi, qua phút hiểm nguy em chợt nghĩ, nếu chẳng may em bỏ mạng giữa đường giữa xa thì làm sao gặp được chồng con chứ. Nên em không muốn rời xa anh nữa. Mỗi sáng em sẽ dậy sớm lo điểm tâm cho anh và mẹ, rồi cùng đưa con đi học chiều tan sở, vợ chồng mình cùng nhau đón con về. Tội nghiệp cho vợ anh quá à. Thôi được rồi, mai anh sẽ xin phép mẹ. Em sợ mẹ không bằng lòng. Em đừng có lo, anh nói công ty cần một kế toán mà lương cỡ 3 triệu, trong khi đó mẹ kêu chị bếp chỉ tốn có 800 ngàn là mẹ chịu liền à. Anh thật là hiểu ý mẹ, em cảm ơn anh lắm. Vợ chồng mà em cứ nói câu ơn nghĩa hoài à, bộ em không có lời lẽ nào khác để nói với anh sao? Quỳnh ơi, thời gian qua lòng anh vô cùng bối rối, khi đứng giữa sự bất hòa của mẹ chồng đối với nàng dâu. Anh không biết mình phải cư xử làm sao cho tình với hiếu đôi bên vẹn tròn. Ngoài việc anh là một người chồng tốt, anh còn là chiếc phao đã cứu em khi sắp chìm nơi biển cả. Sông lớn gió to một thân yêu đuối, giữa bốn bề trời nước mênh mông. Thôi đi ngủ em ơi, kể lễ mãi con nó thức giấc đó. Em ngủ đi em. Anh không phải là chiếc phao mà là cái gối để cho em gối đầu ngủ sao cho yên giấc. Ngủ đi em. Kìa, Minh Khánh à, anh chờ ai vậy? Tôi chờ người bạn. Anh chị đưa cháu vào lớp à? Vâng. Hôm nay Ngọc Quỳnh vào làm việc trong công ty với tôi, nên cũng đưa cháu vào lớp, rồi chiều đến đón cháu về. Anh thật là tốt phước. Anh cứ ở đó mà khen tôi hoài à. Bên cạnh anh lúc nào cũng có nàng tiên kiều diễm, hạnh phúc đang chờ, tại sao anh không nắm lấy hả? Ừ, thôi mình đi, để trễ giờ đó. Chào anh. Bà xã lúc này cũng nguyên tắc lắm à. Thôi chào anh, trưa rảnh đến công ty đi cùng đi ăn cơm và bàn số việc nghe. Vâng, anh đi. Vậy là Quỳnh đã cố tình cắt đứt môi tơ vương, bỏ mặc cho mình nhớ thương, không lưu luyến người bạn xưa. Đau lòng khổ hận bơ vơ, Quỳnh hận ta từ buổi ban đầu, vì ta gây cảnh lỡ làng
lòng riêng đành mình riêng hiểu thôi. Cô em đang sớm chia cùng anh, dẫu cho rằng tình xưa chẳng phai, đã dở dang tiếc thương mà chi. Thu Thủy, tại sao em cũng có mặt ở đây? Em đã ở đây từ ngày đầu anh bị Ngọc Quỳnh cử tuyệt. Minh Khánh ơi, người ta đã quyết tâm giữ tròn bổn phận, thì anh còn đeo đắng làm chi cho sống tương sống hận vâng. Lời thề xưa đã mờ nhạt theo ánh trăng tàn, đường đời đã rẽ chi hai ngả, mỗi con người nên tự chọn một hướng đi. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta biết không mong xâm hộp mãi, bận lòng chi nữa lúc chia vui. Cảm ơn Thu Thủy, không ngờ đời cô độc của tôi lại còn có người bạn Kim Lan ở cạnh bên tôi tận tình an ủi. Đời là vậy đó, mới có câu cây kiểng đang xanh dội tươi, còn chậu hoa tàn anh nỡ bỏ chết khô. Nếu em là chậu hoa tàn thì thế gian này sẽ không còn quá tươi nữa. Lan quế sầu ái, lan quế heo, lan quế sầu đời, trong heo ngoài tươi mà anh. Thủy ơi, tôi vẫn biết tình tôi với Ngọc Quỳnh đã lạc vào khúc quanh không lối thoát. Tôi cũng muốn quên nhưng càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ. Mau tim tôi cuồn cuộn xuống lên như từng đợt thủy triều. Thời gian sẽ là liều thuốc nhiễm màu để chữa cho những vết thương mau lành lặn. Tôi khuyên hết anh hãy nên tránh xa vợ chồng họ. Một luật sư có tài, lo gì không có chỗ dừng chân. Đành vậy, nhưng với điều kiện là Ngọc Quỳnh phải sống trong hạnh phúc thật sự kìa. Còn nếu ngược lại thì anh thấy anh phải có bổn phận cứu vớt cuộc đời của Ngọc Quỳnh. Minh Khánh, Minh Khánh. Làm cái gì mà buồn bực dữ vậy bà xã? Anh đi có một tuần thôi mà. Em à, đây là lần đầu tiên hợp tác với người ta. Việc làm ăn lớn anh không thể nào giao phó cho ai được hết á. Nhưng em mới vào làm chưa được bao lâu, anh lại vắng mặt. Một mình em làm sao mà ứng phó nổi chứ. Em đừng lo, công việc anh đã bàn kỹ với anh Minh Khánh. Trong lúc anh vắng nhà, anh ấy sẽ có mặt thường xuyên để cùng em lo lắng mọi việc ở công ty và các khâu mua bán. Anh còn hứa mỗi sáng sẽ đến đây để rước đưa em và con đến trường. Công việc đó cứ để em lo, anh nhờ cậy ảnh để làm chi? Em à, anh Minh Khánh đáng là người cho anh tin cậy, vừa có tài lại chánh đại quang minh. Em hãy tin anh chọn bạn không lầm, mà hãy nghe lời của anh. Đừng nói chi để anh ấy buồn, để anh dừng lòng ra đi. Anh à, lâu nay em luôn quen có anh bên cạnh, ở nhà cũng vậy, trong công ty cũng vậy. Bây giờ chỗ nào em cũng một mình,
em sợ lắm. Có 7 ngày thôi mà. Nè, đừng có buồn bực nữa, cười lên đi. Em cười lên cho anh đi may mắn coi nào. Cười lên coi. Anh thiệt à? Anh trẻ con quá hả? Anh có nhắn mẹ chưa? Bộ em nhớ mẹ hả? Nè, không sợ mẹ la nữa sao? La thì phải chịu thôi. Nhà này không có anh mà không có em nữa là không có được đâu nha. Anh nói chơi vậy thôi chứ anh nhắn rồi, vài hôm mẹ sẽ về tới. Em à, mình xuống nhà đưa con đi chơi, luôn tiện mua mấy thứ cần dùng cho anh ha. Dạ. Anh Hùng giao công việc cho tôi thay anh một tuần lễ. Tôi đã lo hoàn tất trong 6 ngày. Rồi hôm nay còn bữa chót rước cháu. Tôi muốn đưa chị và cháu đi chơi với tôi. Lily có chịu không? Dạ chịu. Mẹ chịu không mẹ? Con à, đi chơi về trễ ba hay sẽ rầy mẹ đó. Chị Hùng, chỉ còn một buổi chót. Ngày mai tôi sẽ giao lại cho anh Hùng. Không còn đưa rước cháu Lily, tôi đã quen rồi từng tiếng nói ngây thơ. Để an ủi lòng kẻ bất hạnh cô đơn. Trên đời nào phải một mình anh, đau khổ hay sướng vui đều do số phận của kiếp người. Tôi thấy chỉ riêng tôi phải ôm hận sầu vô tận, còn người ta thì đã có gia đình, bên con bên chồng hạnh phúc yên vui. Tại sao anh không tạo lập gia đình như người ta? Đã không đủ sức tranh đấu để vượt qua nghịch cảnh, tốt hơn nên phục tùng số mệnh. Than thở có ích lợi gì? Chị nói đúng, không đủ sức tranh đấu thì phải chấp nhận cúi đầu thôi. Sao, Lily có chịu đi chơi với bác Kha không? Một buổi cuối cùng với bác. Mẹ ơi, cho con đi chơi với bác một chút đi mẹ. Anh định đưa cháu đi đâu đây? Ở nhà hay ở trường đều tù túng. Bác đưa cháu ra đồng ruộng hóng mát nha. Dạ. Đây, bác tặng cháu con gấu nè. Nhớ, tối cháu ôm nó, cháu ngủ để nhớ bác. Mẹ ơi, gấu đẹp quá à mẹ ơi. Anh Kha, Mạnh Hùng không có nhà, anh làm như vậy là không có ổn đâu. Hơn nữa, anh đã quá tin tưởng và tôn trọng anh. Vì Mạnh Hùng quá tin tưởng tôi nên mới gặp Ngọc Quỳnh để nói lời chia biệt cuối cùng. Chia biệt cuối cùng? Phải. Trước đây khi gặp lại Quỳnh, tôi đã quyết tâm đoạt lại Quỳnh trong tay Hùng cho được. Nhưng càng ngày tôi càng thấy Hùng quá chân thành. Như lần đi công tác này, Hùng đã giao công ty và người vợ mà Hùng yêu quý cho tôi. Với tất cả lòng tin tưởng, làm cho tôi bao đêm rồi suy nghĩ, có phải mình đã phụ lòng
bạn cũ hay không. Đưa Quỳnh ra đây để nhớ lại quê xưa mà chúng ta đã thề thốt hẹn hò. Vẫn ruộng lúa xanh, vẫn dòng sông lững lờ suối chảy. Sao bèo nước đôi đường khiến cho mình cách trở xăm thương. Tôi biết nói sao đây, tốt hơn chúng ta nên gác lại chuyện đau lòng để cho thời gian như nước xuôi dòng. Hãy cố mà quên cho tôi được giữ tròn đạo dân, và cũng giúp cho người được yên ổn lương tâm. Hùng đã cùng tôi sớ chia bao hoạn nạn, dầu không yêu nhưng nghĩa trong hơn vàng. Và đôi với con tôi không muốn là người mẹ lăng loan. Thôi đã đủ rồi, nói bên tai chỉ gặp hôm nay rồi chia biệt muôn thu. Tôi sẽ để cho Quỳnh trọn đời yên ổn với chồng con. Thôi lên xe tôi đưa về, đã trễ lắm rồi. Tạm biệt cháu. Tạm biệt bác Khánh. Mẹ ơi, ai đứng giống nội kìa? Nội, nội về rồi. Nội về rồi mẹ ơi, nội về rồi. Trời ơi. Hai chậu mai tứ quý này á, người ta tặng ba con lúc con vừa đầy tháng đó. Còn bao nhiêu tuổi á, là mai bấy nhiêu năm. Ba con rất yêu quý nó, nên từ lúc ổng mất á, mẹ vẫn lo dung phân tưới nước. Sau này những khi đi làm về, con à, con hãy nhắc nhở ông quản gia phải chăm sóc nó nghe con. Mẹ à, sao mẹ lại dặn dò con như vậy? Đi mới về không lẽ mẹ định đi nữa sao? Trong dịp mấy bà bạn đi tham quan ngoài quê, mẹ tính đi theo chơi. Đi quê nữa? Mẹ à, mẹ đã đi mấy lần rồi, sao bây giờ mẹ lại tính đi nữa? Có phải mẹ có gì phiền giận vợ chồng con không? Mẹ hãy nói ra cho con biết mà con sửa đổi đi mẹ. Con không có gì làm cho mẹ phiền giận hết, nhưng mẹ không muốn ở nhà. Vậy mà mẹ nói mẹ không hờn không giận, con đã làm gì sai? Mẹ nói đi. Nếu không thì con không thể yên tâm được mẹ à. Hùng à, con cũng biết cha mẹ chỉ có mình con là con trai, nên mẹ cưng chiều con, không bao giờ muốn con phiền não. Con cưới Ngọc Quỳnh, mặc dù mẹ không vừa ý với gia cảnh của nó, nhưng mẹ vẫn lo cho con tròn ước nguyện. Con giấu mẹ
giúp đỡ bên vợ con, mẹ cũng làm ngơ, nhưng mẹ không thể nín im. Khi hạnh phúc của con bắt đầu bị đe dọa, nếu mẹ nói ra thì con cho mẹ đây là khắc nghiệt, nên thà mẹ không có mặt thì tốt hơn. Thưa mẹ, chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Con đã giao vợ cho người bạn cố tri, gái sắc trai tài sớm tối gần bên, sao con không lo sợ điều gì nữa ở gần rôm? Mẹ muốn nói Ngọc Quỳnh với Minh Khánh à? Mẹ yên tâm đi, chẳng có việc gì đâu mẹ. Con tin và chắc chắn không sai, Minh Khánh và Ngọc Quỳnh họ đều đứng đắn như nhau. Con nói vậy mẹ cũng chẳng có gì để nói nữa đâu, nhưng lòng người đen trắng khó phân, con hãy nên đề phòng có lẽ tốt hơn. Dạ con biết rồi. Hôm qua mẹ về nhà, con Tươi nó nói con đi thì cậu luật sư đến rước mẹ con nó đi, chiều 4:30 thì đưa về. Nhưng mà con biết mấy giờ mẹ con nó mới về tới không? Gần 7:00 tối. Ngọc Quỳnh thấy mẹ nó hơi khựng lại, rồi nó nói xe hư. Mẹ, có lẽ là xe hư thật đó mẹ. Hồi sáng này anh đâu có đưa mẹ con nó, con ở phi trường thì về thẳng nhà, chứ con không có đến công ty. Thôi được rồi, để con về con gặp Ngọc Quỳnh con hỏi thử coi. Thôi bỏ đi, nếu nó muốn giấu con hỏi cũng vô ích lắm. Alo. Dân, Mạnh Hùng đây. Thu Thủy đó hả? Chuyện gì vậy cô? Hả? Con, cái gì vậy con? Dạ thưa mẹ, cô Thu Thủy báo là sáng nay cô đến văn phòng luật sư, mới hay là anh Minh Khánh bị xe đụng nặng để đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Dạ thưa mẹ, con phải đi thăm anh ấy liền đây. Trời ơi, tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Cầu trời Phật cho luật sư tai qua nạn khỏi. Thu Thủy, Minh Khánh thế nào rồi? Anh chưa tỉnh, bác sĩ đang khám. Vết thương có trầm trọng lắm không? Có hại đến tánh mạng không? Em cũng chưa biết nữa. Sáng nay vào văn phòng, người ta nói gặp anh ấy và chiếc xe tại ngã tư lúc 8:00 tối hôm qua. 8:00 tối hôm qua? Vì vậy là sau lúc anh Khánh đưa mẹ con Quỳnh về đã xảy ra tai nạn. Nhưng anh ấy lái xe rất giỏi, không biết có xảy ra sự cố gì không? Anh ấy thỉnh thoảng bị nhức đầu, hoa mắt. Em bảo đi khám, nhưng mà anh cứ bỏ qua. Bác sĩ ra tới kìa. Thưa bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Các vết thương khác thì không có gì đáng ngại, nhưng vết thương ở đầu cần phải chẩn đoán lại. Ông ta đã tỉnh, các anh chị vào đi, nhưng đừng ở lâu quá, nhớ tránh mọi xúc động nhé. Cảm ơn bác sĩ. Mình vào đi anh. Anh đã về rồi đó à? Tôi về hồi sáng này. Tại sao anh bất cẩn như vậy? Lâu lâu tôi bị nhức đầu hoa mắt. Thu Thủy, bị nhẹ thôi mà sao mắt em lại sưng húp vậy? Tôi vừa đến đây thấy cổ đang ngồi khóc. Ráng mạnh nghe, công ty không có anh tôi làm không xuể đâu. Công ty làm ăn thuận lợi, có kiện tụng gì đâu mà cần luật sư dữ vậy? Hơn nữa không có tôi, còn có Thu Thủy đây chứ. Tuy mới ra trường nhưng làm một luật sư giỏi đó nha. Anh chỉ giỏi đề cao em thôi. Trong mình anh thấy thế nào? Tài lái đập vào ngực nặng quá nên khó thở lắm, nhưng không sao đâu. Em với Hùng về lo công việc đi. Tôi vừa về nhà, hay tin nên chạy đến đây. Công ty của Ngọc Quỳnh lo rồi. À quên nữa, để tôi điện cho Quỳnh hay. À thôi, đừng làm phiền chị ấy. Alo, Ngọc Quỳnh đó hả? Anh đây.
anh Minh Khánh bị đụng xe rất nặng, đang cấp cứu. Hả? Trời ơi, em có vào thăm anh ấy không? Anh và Thu Thủy đang ở bệnh viện. Hôm nay em bận lắm, anh rước con giùm em nghe. Hết giờ làm em đến thăm má em một chút, nhớ nghe anh. Sao kỳ lạ vậy chứ? Chị Quỳnh nói gì vậy anh? Quỳnh nói Quỳnh rất bận, nhờ tôi đi rước con giùm. Bận gì mà không thể chạy vô thăm ảnh một chút chứ? Có lẽ Quỳnh bận thiệt, chứ lúc tôi vừa báo tin, tôi nghe giọng của Quỳnh lạc hẳn đi. Anh Hùng mới về mệt mỏi, về nhà nghỉ đi, để em ở đây với ảnh được rồi. Anh sắp đến giờ rước bé Ly, anh Khánh ngủ rồi. Thu Thủy à? Dạ. Mình ra ngoài này nói chuyện nha. Dạ. Anh muốn hỏi chuyện chi vậy? Thủy ngồi đi. Thủy à, từ lúc gặp lại Minh Khánh, quả thật anh ấy có đức lại có tài, tôi rất hài lòng và quý trọng anh ta. Nhưng gia cảnh ra sao, thân thuộc như thế nào, tuy là bạn xưa nhưng tôi rất là mù tịt. Cô cũng là bạn thân, xin cho tôi rõ đuôi đầu. Em chỉ biết ngày xưa anh ấy rất khổ nghèo, vừa học vừa làm để nuôi cha mẹ và em. Khi em anh đã thành danh, cô con cô vợ đã thay anh phụng dưỡng cha mẹ già, thì anh ra đi phiêu bạc mấy năm trời, mãi đến bây giờ mới tái ngộ cùng anh ta. Thật là một đứa con chi hiếu, một người anh trọn nghĩa trọn tình. Tại sao đơn độc một mình chẳng có người yêu? Không lẽ mấy cô gái mù mắt cả rồi? Tình ý riêng tư biết sao mà hiểu được, bí mật trái tim anh che giấu một mình. Từ lúc gặp nhau anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ biết vùi đầu vào công việc ngày đêm. Anh còn muốn biết gì nữa không? Xin lỗi, làm phiền Thủy quá. Thôi Thủy ở đây nghe, tôi đi rước cháu. Lúc anh Khánh tỉnh dậy á, Thủy nói mai tôi và Quỳnh sẽ đến thăm nghe. Chào Thủy. Tại sao anh Hùng lại muốn tìm hiểu về Minh Khánh chứ? Quý, mày lấy cái gì đó? Dạ, có lấy gì đâu. Má nằm đây nhưng má thấy hết rồi Quý à. Nhà này mày dơ dét chẳng còn một món gì nữa hết. Đến bộ lư nhỏ trên bàn thờ mà mày cũng bán đi, tiền bạc tiêu pha. Tao chẳng còn chi, chỉ có mấy sắp hàng của con Quỳnh mang về cho tao, mày cũng bán chẳng tha. Suốt cả ngày cứ lo cờ bạc, chẳng tích sự gì. Má cứ mở mắt á là rầy la con, chẳng có lời nào khác nói sao? Con biết làm chi ngoài nghề cờ bạc? Không lẽ má muốn con đi trộm cắp má mới yên? Mày thật là một đứa bất lương mà. Sao mày không nhớ những ngày tù tội trước kia? Nếu không có Mạnh Hùng cứu trợ, tiền đâu trang trải nợ, chết chẳng có mồ chôn. Sao mày không hối hận, cứ gây thêm phiền lụy? Má à, má đừng có giận con mà. Con trả lại cho má nè. Trời ơi, 1 triệu. Ta đã giấu mày để xây mã cho ba mày, mà mày cũng lấy cho được nữa. Tiếc là hết nói rồi. Ông ơi là ông ơi. Má ơi, sao má không dạy con từ tấm bé mà cứ cưng chiều muốn gì được nay? Để cho con tim nhiễm thói hư tật sâu, giờ đây má lại khóc là có phải má muốn trời đánh con má mới vui?
lòng. Ma cứ luôn miệng nhắc đến ơn nghĩa của mạnh hùng. Nếu nó không say mê Ngọc Quỳnh thì đâu có ra tay hào hiệp. Đây chỉ là một trò lừa bịp của con buôn. Cưới được con Quỳnh rồi á, nó lặng tiếng im hơi, mặc cho má ôm đau, còn con thì tung thiếu. Lại thêm một bà suối khinh người khó chịu, vậy mà má luôn coi trọng hơn già. Người ta đã giúp mày bao nhiêu phen rồi, mày còn nhớ chứ? Vậy mà mày cái chứng nào tật nấy không chừa bỏ được. Lòng tốt con người nó có giới hạn. Mày cứ nghĩ như vậy hoài là mày hại em mày rồi mày hại luôn tao, mày biết không? Má ơi, má hay quan trọng quá vấn đề quá. Nhà của nó nuôi má suốt đời nè, nuôi con ở không tới già cũng nổi nữa. Chứ đừng nói chi giúp đỡ mấy cái chuyện lặt vặt. Lấy ân làm quán, mày thật hết thuốc chữa rồi quý à. Tao cưng chiều mày quả là một điều sai. Vì tao giống như các bà mẹ trọng nam khinh nữ, sinh được con trai xem là quý tử, giờ biết ra thì đã quá muộn còn đâu. Em con lấy mạnh hùng, điều cốt yếu chỉ báo đáp nghĩa ân. Còn tâm tư của nó làm sao con thấu hiểu. Biết đâu nó có những đêm dài trăn trở, nghe từng chiếc lá thu rơi mà hồi hộp ở trong lòng. Trời ơi, má già rồi mà má còn nói văn tiểu thuyết. Làm cái gì có tiền cũng sướng hơn má ơi. Nghèo khổ như con vậy nè, ai cũng khi dễ hết trơn á. Thì cũng đúng thôi, con Quỳnh nó là đứa con có hiếu mà. Chứ không phải thì sao? Trong khi Ngọc Quỳnh là đứa con mà phải chịu bao nhiêu nỗi thiệt thòi. Vì thân phận gái lớn lên, gặp lúc cảnh nhà nghèo khó, phải buông tảo bán tần để lo cho mẹ, cho anh. Nhưng mà nó đã được trời ban phước, có một thằng chồng là một giám đốc công ty nè, xuống ngựa lên xe, kẻ hầu người hạ. Mạnh hùng còn cưng chiều nó, má còn muốn làm sao nữa đây mới vừa hả má? Mày đi đâu đó? Đi mượn tiền xài chứ đâu. Mày đừng có làm cái chuyện nhục nhã nữa. Lấy đi, xài gì đó thì xài. Mã đất mã đá gì cũng là mã, khỏi xây cất gì nữa đó. Giọng má nghe nhức đầu lắm. Con cho má hay nha, con báo hại má một lần này nữa thôi á, nếu mà con đánh bại ăn á thì con đem tiền về xây mã cho ba. Còn thua á hả, con đi luôn không có về nữa. Quý, trời ơi, anh hai, anh đi đâu vậy? Ba ngoại. Con. Má, có chuyện gì vậy má? Anh Quý cãi với má phải không? 1 triệu đồng con cho má để xây mã cho ông, nó lấy đi rồi. Má, má đừng có khóc nữa, con sẽ đưa tiền cho má. Còn anh Quý này, anh nghĩ sao mà làm khổ má hoài như vậy à? Ngoại ơi, ngoại đừng khóc nữa. Ngoại khóc ngoại sẽ bệnh đó. Ủa, mẹ con đâu rồi ngoại? Mẹ con đâu có tới đây. Sao lạ vậy? Vợ con gọi điện bảo con rước bé Ly để nó về thăm má, nên con đưa bé Ly lại thăm ngoại rồi cùng về luôn. Nó chỉ đến một lần lúc má mới xuất viện đến nay. Nó nói việc nhà ở bển bận rộn lắm, nó không có giờ rảnh. Dạ thưa má, vì thấy Quỳnh cực nhọc quá cho nên con đã xin mẹ con cho Quỳnh vào làm công ty chung với con mấy tháng nay rồi. Vậy thì quá tốt. Mạnh hùng,
mà không biết nói sao để cảm ơn cô. Với tất cả nghĩa tình cao đẹp lâu nay, má đừng nên nhắc mãi điều nghĩa ân là rể cũng như con. Con phải đáp đền ơn mẹ đã ban cho con người vợ ngoan hiền. Con cũng xứng đáng làm chồng lo gia đình cha mẹ hai bên bao năm trời tròn vẹn thủy chung. Má yên vui là hai con thỏa nguyện rồi, đừng nghĩ suy chi để phiền lòng. Con sẽ bảo Quỳnh thường xuyên về thăm mẹ và tìm người săn sóc má hằng đêm. Thôi khỏi con à, coi vậy chứ má còn tự lo cho mình được. Thằng Quý nay mai nó hết tiền nó cũng về thôi. Ba ơi, ba đi kiếm mẹ đi ba. Không biết là Ngọc Quỳnh đi đâu nữa, tan sở đã hơn nửa tiếng rồi. Dạ thưa má, má nằm nghỉ, để con đi ra công ty coi có việc gì không. Con đi đi. Con đi với ba, mai mốt rồi đến thăm ngoại nghe. Dạ. Dạ thưa má, con đi. Không biết có phải Quỳnh đi thăm anh Khánh không nữa. Ba, bác Khánh ở đâu vậy ba? Bác đang nằm bệnh viện. Ủa, sao bác Khánh nằm bệnh viện vậy ba? Bác ấy bị đụng xe. Con muốn đi thăm không? Dạ muốn. Con thấy bác Khánh tội nghiệp lắm. Sao mà tội nghiệp? Con à, con nói ba nghe coi. Bữa đi rước con á, bác Khánh mua cho con một con gấu đẹp lắm. À, ba hiểu rồi. Tại bác cho con gấu đẹp nên con tội nghiệp bác phải không? Dạ không phải. Bác nói cho con gấu để tối con ôm nó, con nhớ bác. Tội nghiệp thiệt ha. Rồi mẹ con với bác đi đâu chơi mà về trễ quá vậy con? Bác Khánh năn nỉ mẹ cho đưa con đi chơi lần cuối cùng, rồi bác khóc à. Bác Khánh khóc? Dạ. Mẹ có nói gì không? Dạ, mẹ nói. Nói sao? Sao anh làm vậy? Rồi sao nữa? Con không biết, tại con ngủ. Tại sao con không biết? Con ngủ làm sao con biết? Không lẽ những gì suy đoán của mẹ là có thật? Alo, Mạnh Hùng đây. Vợ tôi có ở công ty không? Cảm ơn nghe. Alo, Thu Thủy đó hả? Em có ở bệnh viện không vậy? Dạ, em đang ở đây. Có chuyện gì không anh? Ngọc Quỳnh có đến thăm anh Khánh không? Dạ không. Có lẽ chị bận. Có gì không anh? Không có gì. Thôi, cảm ơn nghe. Quỳnh đi đâu vậy cả? Quỳnh và Minh Khánh có chuyện gì? Trời ơi, không lẽ mấy lâu nay mình đóng vai một thằng khờ? Ba sao vậy ba? Không, không có gì hết. Mình về nhà để nội trong. Đi con. Má. Ủa, vợ chồng mới làm gì mà như là cút bắt nhau vậy? Nó với con bé Ly mới về tức thì đây nè. Anh có nói gì không má?
Nó nói tưởng con đến thăm má, nên nó rước con về luôn. Gặp lúc với thằng quỷ anh hai của con lấy hết tiền xây mã của ba con, nó mới an ủi má, hứa sẽ đưa tiền khác. Quỳnh à, con thật là có phước mới có được một thằng chồng như nó vậy đó. Má, má ơi, ảnh càng tốt, con càng khổ. Có chuyện gì vậy con? Mẹ chồng con lại la rầy nữa phải không con? Dạ không. Má à, má có nhớ anh Kha không má? Thằng Kha, con của Sáu Khiêm ở Cái Răng. Má nhớ rồi. Giờ nó làm sao con? Anh đổi tên là Minh Khánh và làm luật sư, hiện đang công tác với chồng con. Nó là đứa con trai nhà nghèo, chí hiếu, siêng học lại hiền lương. Giờ được thành đạt như vậy quả là trời không phụ lòng người ngay. Con phải mừng cho nó, chứ sao vẻ mặt lại buồn thảm quá vậy con? Má ơi, anh bị xe đụng nặng lắm, đang nằm bệnh viện. Tội nghiệp không? Sao mà rủi quá vậy? Nãy giờ con đi thăm nó làm sao không báo cho chồng con một tiếng? Con không có đi thăm ảnh. Ủa, vậy chứ con đi đâu? Con đến trước cổng bệnh viện, nhưng con không vào. Rồi con lại đi lên thang, lòng hoang mang không biết liệu thế nào. Nữa thì con muốn vào thăm, nửa lo lối đạo cùng chồng, vì khác nào phải chỉ người quen mà là tình đầu. Đành ly tan chuyện trước kia, nếu con nói thật má nỡ nào đi ép duyên con. Giờ đây phận gái của chồng cứ phải một đàn mà đi, nhưng khổ thân con cũng muốn quên mà người ta cứ gọi lại. Vậy con cứ đi cùng với mạnh hùng, đi thăm nó một lần cho đỡ rai rứt lòng. Ngày xưa trong cảnh túng nghèo phải nuôi cha mẹ và em xiết bao lâu nhọc, Kha đã nài nỉ hãy chờ Kha lo xong bổn phận rồi sẽ cùng con nối mộng ân tình. Kha nào biết đâu con cũng nặng lần thì chồng chất suốt ngày, bọn du đảm tìm anh hai đánh đập hết lên. Má quốc hờn nên mới mang bệnh nặng, từ cô vô thân con đã suy cùng nghĩ càng. Người ta đã vì hiếu quên tình, còn con sao lại nặng tình mà quên chừng. Con tưởng đâu thời gian sẽ làm cho con quên đi bạn cũ, và thời gian cũng làm cho người tình cũ phôi pha. Nhưng đâu ngờ Kha lại quay về và chưa có vợ,
anh tha thiết gian cầu con tình xưa nối lại, nhưng con quyết liệt chối từ, khá đau lòng nên thảm trạng này mới xảy ra. Hãy chị giúp cho con phải làm sao đây? Đối với chồng con đã trọn đạo tam tùng, nhưng với người yêu cũ thì có phải là con quá nhẫn tâm không? Ngọc Quỳnh, con sinh ra trong một hoàn cảnh trên không ngó xuống, dưới chẳng dám dưới lên, nhưng mà hãnh diện vì mạnh hùng cưới con đủ đầy sáu lệ. Lòng của má lúc đó vừa mừng vừa lo lắng, không biết con mình có chọn nhầm bến đục hay trong. Nhưng chỉ một thời gian là má đã hiểu, dù sống trong chăn êm nệm ấm mà đôi mắt con lúc nào cũng chứa đầy sầu thảm. Con hãy vì má, vì con mà vui sống, chuốc khổ mua đau chỉ thêm khổ lụy cho mình. Con xử sự biết kha như vậy là đúng. Con nhẫn tâm, nhưng không thể nào làm khác hơn. Bây giờ con hãy đem sự thật kể cho chồng con biết, và nói rõ con đã xử sự thế nào để nó hiểu lầm con. Đừng có giấu giếm, nếu nó biết được nó hiểu lầm lại càng tai hại đó con. Dạ, con vâng lời má. Con về đây, thưa má con đi. Mẹ con đi đâu vậy không biết nữa. Hùng à? Dạ. Hay là nó vô bệnh viện để nó thăm Khánh? Dạ không, từ hôm qua đến nay chỉ có cô Thủy ở trong đó thôi à. Trời ơi, tội nghiệp không. Sao con không hỏi coi thân nhân nó ở đâu, nhắn giúp nó? Dạ cô Thủy có nhắn rồi, mà không biết Quỳnh có chuyện gì không nữa. Để con đi tìm Quỳnh. Mẹ về kìa. Mẹ. Dạ, dạ thưa mẹ, con mới về. Trời ơi, thằng Hùng nó định đi kiếm con đó. Dạ thưa mẹ, tan sở con về thăm má con. Con xin lỗi vì đã không xin phép mẹ. Ôi, thôi thôi, lỗi phải gì, về đó là tốt rồi. Tôi à, đưa con Ly đi tắm rồi thay quần áo cho nó ăn cơm giùm đi. Khoan đã, Quỳnh, em ngồi lại đây đã. Anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Hay là mình để ăn cơm xong rồi lên phòng nói tiện hơn hả anh? Quỳnh, em còn định đóng kịch với anh đến bao giờ nữa vậy Quỳnh? Anh nói gì kỳ vậy? Tôi muốn hỏi là chiều nãy em đã đi đâu? Trước khi em về thăm đi mẹ. Dạ. Em đừng nói chuyện vòng vo tôi chẳng nghe đâu. Đây là lần thứ hai cô đã đi về muộn. Lần trước đổ thừa tại xe hư, còn bây giờ thì sao? Đã vậy còn bày trò trước mặt của trẻ thơ. Quỳnh ơi, cô có còn xứng đáng làm mẹ nó hay không hả? Em có làm chi để bị anh sỉ nhục? Bao năm trời son sắt thủy chung, anh hủy bỏ như không. Son sắt thủy chung? Cô suy nghĩ kỹ lại đi, cô đã làm gì trước mặt con vậy? Em, trời ơi, em có làm gì đâu. Làm gì thì cô tự mà biết. Dạ, bà mời cô cậu vô ăn cơm. Em vào đi,
một chút cô cậu vô sao? Ăn cơm xong, tôi và con ngủ trên phòng mẹ. Cô nghe kỹ đây. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi cấm cô không được gần gũi nó. Anh Hùng, anh hãy nghe em nói đã. Đủ rồi. Nói gì thì để ngày mai hãy nói. Còn bây giờ, vô trong ăn cơm để cho mẹ ăn bữa cơm ngon miệng. Đi. Con à, hôm qua con có la mắng về nó không? Con, quả thật là con có nặng lời, nhưng đâu lẽ vì giận chồng mà lại bỏ con? Ba ơi, ba phải kiếm mẹ cho con em ba. Nín, nín đi con. Ba đi kiếm mẹ liền đấy. Biết ở đâu mà kiếm? Mọi việc đều do thằng Minh Khánh. Con sẽ cho nó biết tay. Anh Mạnh Hùng, anh định đi đâu vậy? Chào cô, tôi định đến bệnh viện gặp Minh Khánh. Khổ rồi anh ơi, Minh Khánh đã bỏ đi rồi. Bỏ đi đâu? Thương tích anh ta còn trầm trọng thế kia. Bởi vậy mới khổ. Thị, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nói rõ cho tôi nghe coi. Hôm qua, lúc bác sĩ khám lại, phát hiện trong đầu anh ta có khối u ác tính, cần phải giải phẫu ngay, không có thì nguy hiểm đến tính mạng. Tưởng ảnh nghe thì lo sợ, không ngờ ảnh vui vẻ chấp thuận liền. Ảnh bảo tôi mấy đêm rồi rất mệt nhọc, nên về nhà nghỉ một bữa rồi trở vô lo việc giải phẫu cho ảnh. Tôi tin lời nên về nhà. Sáng hôm sau vô đây thì ảnh đã đi biệt dạng, không biết là đi đâu. Y tá trong bệnh viện thật ơ hờ đối với bệnh nhân. Người ta đã quyết tâm, ai giữ được bây giờ? Một sắp xếp tin đi, tôi thật không nghi ngờ. Anh nói chi mà tôi không hiểu được. Ngọc Quỳnh cũng đi rồi trong buổi sáng hôm nay. Sao? Anh muốn nói là hai người sắp đặt? Một sự thật rõ ràng, cô còn chưa hiểu nữa hay sao? Trời ơi, tôi không ngờ trên đời này ngoài tôi lại còn có một người ngu muội nữa. Không, tôi không ngu muội như anh tưởng đâu. Mà tôi rất là sáng suốt để khuyên anh đừng nên nóng nổi mà gán cho người vô tội phải chịu quán tình. Anh có phước được người vợ đoan trang, đức hạnh như Ngọc Quỳnh. Lòng dạ nhỏ nhen của anh thật là đáng trách. Anh đã tự tay phá vỡ gia đình hạnh phúc của riêng anh. Vậy mà còn nói không ngu. Phải rồi, vì cô là một luật sư nên phải biện hộ cho bị cáo. Nhưng cô không thắng nổi tôi đâu, vì tôi có đủ đầy bằng cớ kiện thằng bạn vô lương và con vợ lăng loan. Nếu vợ anh bắt chịu lăn lộn thì thằng bạn vô lương của anh đâu đến nỗi nằm liệt giường liệt chiếu. Thu Thủy à, tôi đã nói hết lời rồi, sao cô cứ binh vực cho nó hoài vậy? Đến bây giờ anh cũng chưa sáng mắt. Anh Khánh ơi, tại sao bao nhiêu bất hạnh trong đời đều dồn cả cho anh, trong khi người ta thì vợ đẹp con ngoan ung dung nhàn hạ. Anh đã chịu nhiều đen bạc lại còn bị sỉ nhục là người bạn vô lương. Thu Thủy,
cô đã hết lời binh vực người ta, làm cho tôi nghĩ rằng cô đã quá yêu Minh Khánh. Nhưng hắn quả là một thằng ngốc mà. Gần bên cô bạn đẹp như là quả tươi ngọc tô, mà hắn lại đeo đuổi chi người đã có chồng con như hoa thái hương thường. Tôi cấm anh không được đụng chạm đến hai người đó. Quả thật tôi yêu Minh Khánh và chẳng ưa thích Chi Ngọc Quỳnh, nhưng tôi quả quyết những ý nghĩ lời nói của anh về họ đều sai cả. Thu Thủy, Thu Thủy, tôi mà sai à? Con chim đa đa ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa, còn âm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiễn em rời bên sông, nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn không? Anh Kha hát hay quá hà, nhưng sao anh cứ hát hoài một bài đó vậy? Tại anh thích. Hôm nay nhà không có việc gì hay sao mà em qua sớm vậy? Má biểu em nấu nước pha trà cho anh. Má gửi cho anh mấy cái bánh qua giạc, để em lấy cho anh ăn nghe. Thôi để lát nữa anh ăn. Cúc à, em hãy về lo việc nhà đi. Anh còn khỏe, anh tự lo được mà. Việc nhà em đã lo xong hết rồi. Mình là chòm xóm láng giềng với nhau mà, anh ngại gì chứ? Má em nói, ngày xưa lúc ba má anh còn ở đây, lúc nào bác ba bệnh, má cũng chạy qua lo giùm công việc. Mỗi lần như vậy đều có dắt em theo. Lúc đó em còn nhỏ xíu hà. Còn anh thì bận đi học, bận đi làm mướn làm thuê, ít có mặt ở nhà, nên anh đâu có nhớ em. Anh xấu hổ vô cùng vì chẳng có làm được chi cho vẻ vang làng xóm, mà chỉ mang tấm thân tàn về đây pha rồi. Khỏi hẳn phải không? Để mỗi ngày em hút thuốc cho anh. Ở đây có ông thầy thuốc nam hay lắm. Bệnh nhân nào mà bị nhà thương chê, ông chữa cũng hết. Cúc à, anh cảm ơn thím Bảy và em nhiều lắm. Nhưng anh sợ vết thương của anh không có thầy thuốc nào chữa khỏi đâu. Anh nói gì kỳ vậy? Thôi, để em đem trà bánh ra cho anh. Nè, anh ăn.
về. Một lát em qua. Bây giờ mình mới thấy ngoài tình yêu ra còn có tình chòm xóm láng giềng. Tại sao mình lại không vui chứ? Thu Thủy, cô còn gì để nói tôi ăn nói bậy bạ nữa không? Đó, cô nhìn xem, đúng là một túp liều tranh hai quả tim vàng. Tình tứ quá. Chàng ngồi đàn ca bên mâm trà bánh, còn nàng thì... Anh nói nàng nào, tôi có thấy ai đâu. Về giăng quần áo cả nam lẫn nữ. Nếu không có nàng thì những áo nữ ấy là của ai? Bình Khánh, Ngọc Quỳnh đâu? Hả? Kìa, anh Hùng, Mạnh Hùng, Cá Thủy nữa. Sao hai người biết tôi ở đây? Bình Khánh, dầu mày có lên trời tao cũng kiếm được mày nữa. Ngọc Quỳnh đâu? Mày hãy mau kêu cổ ra đây để đối mặt với tao. Anh nói gì vậy? Các người đã sắp đặt quá hay, dẫn nhau về đây giở trò ống bướm. Hãy trả lời đừng để tao phải ra tay. Sao lại vớ giọng lưu manh? Tôi làm chi để anh nổi giận, tìm đến tận nơi đây thăm he tôi và đòi gặp vợ. Chị Quỳnh với anh đi cùng một lúc, chị ấy chẳng đến đi thì ở nơi nào? Em đừng có nghe hắn, vợ trò tôi quả quyết là có Ngọc Quỳnh. Mày muốn làm chi tao thì cứ làm đi, nhưng tao cấm mày động đến Ngọc Quỳnh, người vợ chung thủy của mày. Cô đã vì mày rạch nát trái tim tao. Bây giờ là mày tự nhận mày quyến rũ vợ của tao. Gia đình tao tan nát là cũng do mày. Khanh ơi, tao phải giết mày. Anh Hùng, anh làm gì vậy? Trời ơi, mấy người làm gì vậy? Bới người ta. Cúc, em đừng có sợ, mấy người này là bạn của anh thôi. Cô là chi của ảnh? Tôi là hàng xóm của anh Kha, còn mấy anh chị nói là bạn. Bạn bè gì mà không thấy anh ấy đang bệnh sao? Cặp mắt đó gần mù, đã không chăm sóc hỏi han mà còn muốn hành hạ ảnh nữa. Ảnh về đây bao lâu rồi? 6 tháng trước. Ảnh về tới đây đầu tay còn quấn trắng toát à, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nếu không có bà con chòm sớm thì anh có còn đâu. Để mấy người trách mắng, lại còn hành hung với người đang đổ hết rồi. Anh Khanh, anh Khanh ơi, sao anh ra đi mà không nói một lời? Cảm ơn nỗi trầm quan cho tôi chết. Mất tiếng là cướp vợ người, hay chính người yêu mình bị cướp khỏi tầm tay? Thủy ơi, cô có thương tôi, xin đừng nhắc chi đến chuyện quang đường, mà nên nghĩ thương cho thân phận Ngọc Quỳnh. Ngậm đắng nuốt cay giữ tròn đảo giờ, 10 năm trời hết giả trung trinh. Nàng
có được chi ngoài tâm lòng khinh ni bạc. Một kết quả đau thương Quỳnh thật không ngờ. Thôi đủ rồi, anh hãy im đi, đừng có lắm lời. Các người đã cố tình âm thầm che đẩy chuyện riêng tư, đã đẩy tôi vào tâm trạng hoang mang. Là bạn hay là thù, anh hãy nói rõ ra đi. Mạnh Hùng, sức tàn lực kiệt mà tôi vẫn cố gượng về quê hương, là tôi đã chấp nhận một cuộc chia ly vĩnh viễn. Thì ghét hay thương, thù hay bạn, có nghĩa gì đâu với kiếp phù du ngắn ngủi của con. Hãy về đi, tìm mẹ cho được Ngọc Quỳnh. Đừng phủ bỏ người vợ hiền cao cả, đừng để nỗi uất hận sẽ gây hậu quả đau thương. Bây giờ tôi đã tin anh và Ngọc Quỳnh không có tà tẩm gian ý, nhưng sao hai người cứ cố tình tránh né, tạo ra chi những việc mơ hồ cho mọi người dèm xiêm thị phi. Anh Thanh, em thật đau lòng vì anh không có chút nào tương nghĩ đến em. Suốt đời anh chỉ có Ngọc Quỳnh, giờ đây sinh mạng anh như lòng đèn trước gió, mà anh còn nghĩ đến người ta nữa. Thu Thủy, anh xin lỗi đã phụ lòng em. Để Ngọc Quỳnh là người yêu của anh hay là người bạn mới? Giữa tôi với anh ai là người tranh đoạt của ai? Mạnh Hùng, trong cuộc tình tái ba, anh là người vô tội. Chính tôi mới là có lỗi, đã chen vô làm vỡ tan một hạnh phúc gia đình. Ngọc Quỳnh là người yêu cũ của tôi, vì khổ nghèo tôi đã đánh rơi viên ngọc quý. 10 năm sau khi tái ngộ, cố nhân không dằn được lòng lưu luyến, vì mối tình đầu dễ vì ai lại lãng quên. Tôi xin lỗi anh, nếu trước kia mà tôi biết được việc này thì kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi, việc đã qua rồi. Bây giờ anh theo tôi và Thu Thủy về chữa bệnh cho anh và tìm kiếm Ngọc Quỳnh. Không, anh Kha không về được đâu. Tại sao vậy? Vì nơi đó đã giết chết anh một lần rồi, không nên trở về nữa. Ở đây có thầy hay, thuốc giỏi, bệnh anh sẽ khỏi thôi. Anh Khánh à, anh phải về. Cúc nói đúng, anh phải ở lại đây, mai ra bệnh anh sẽ khỏi. Em và Hùng về đi. Anh ở lại vì người con gái này à? Cô đừng lo ngại, ở đây có bà con láng giềng nè, có không khí trong lành, ruộng đồng mát mẻ, tràn ngập tình người chứ không có tình yêu, sẽ giúp cho anh ấy quên buồn. Không còn khổ sầu vương vấn chuyện yêu đương. Bao nhiêu năm qua xa cách quê hương, anh như cánh chim
cứ yên tâm, tôi chẳng sao đâu cũng chẳng khổ sầu. Em cùng với mạnh hùng kiếm được Ngọc Quỳnh là tôi đã vui rồi. Vâng, em sẽ cứu giúp anh Hùng tìm cho được Ngọc Quỳnh. Tôi về, mọi việc chăm sóc anh Kha xin gửi lại cho cô. Vậy tôi về nghe anh Khánh. Tìm được, tôi sẽ đưa mẹ con Quỳnh đến thăm anh. Tôi về nghe. Em về nghe. Cô Thủy. Cúc, có chuyện gì vậy? Cô cứ để cho anh Kha ở lại đây một thời gian, xin cô đừng lo ngại. Khi chuyện cũ phôi pha, tâm tình anh lắng dịu, em sẽ đưa anh ấy về gặp cô hội ngộ tương phùng. Người như anh Kha đâu dễ dùi thân ở chốn ruộng đồng. Tuy có gió mát trăng lành, nhưng không có phương tiện để anh ấy xây dựng tương lai. Còn em lúc nào cũng xem anh như anh ruột, dù không cùng chung họ hàng huyết thông, nhưng tía má em và cha mẹ anh đều cùng sinh trên mảnh đất quê nghèo. Cảm ơn em, chị tin tưởng lời em. À, thuốc em đem cho anh Kha uống em thấy có hiệu quả không? Dạ có, ảnh bớt rất nhiều. Lúc mới về cặp mắt ảnh đâu có sáng như bây giờ, lại ăn được, ngủ được. Ông thầy này hay lắm, chữa bệnh gì cũng hết. Chỉ có cái bệnh buồn á là ổng chịu thua. Em Cúc, em thật dễ thương. Mới gặp lần đầu mà chị đã thấy mến em rồi. Thôi, chị về, hẹn sẽ gặp lại. Thôi, em vào với ảnh đi. Ảnh không buồn lắm đâu, ảnh đương đàn hát đó. Chị ra xe đi, anh Hùng đang đợi đó. Tạm biệt em. Cả tháng nay đi tìm khắp nơi, một tin tức nhỏ cũng không có. Không biết Quỳnh có gì uất ức hổ nhục mà làm điều bậy bạ hay không nữa. Chắc không đâu anh, vì chị Quỳnh là người cứng rắn, lại rất thương con. Em tin chị không nghĩ quẩn đâu. À, anh nhìn bên góc sân kia kìa. Ngọc Quỳnh. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Bé Ly, có phải mẹ chiêm bao hay không? Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh ơi, đây là sự thật. Trước mặt em anh xin nói lời tạ tội. Bà cũng ở đây luôn nữa. Anh đừng làm rối em nữa. Chị Hùng, không phải một mình anh Hùng và bé Ly chờ mong chị, mà cả anh Kha nữa. Anh Kha, sao anh lại chờ mong tôi? Lúc chị rời nhà thì anh Kha cũng bỏ bệnh viện đi. Em và anh Hùng nóng lòng muốn tìm ra sự thật. Sự thật thế nào?
anh Kha với vết thương chưa khỏi hẳn, và trên đầu có một khối u ác tính, nhưng anh quyết tâm không chịu phẫu thuật. Anh bỏ về nơi nhà cũ tận làng quê chờ chết. Mai ở đó có bà con xóm giềng tận tâm săn sóc, an ủi, động viên anh. Anh Hùng và Kha đối mặt nhau đã đổi trao tâm sự, và anh Hùng đã biết rõ đầu đuôi, đã xin lỗi mời Kha trở về. Nhưng Kha bảo là bao giờ biết tin của chị anh mới quay về đây chữa thương. Kha với anh Hùng đã hiểu nhau rồi, không còn gai gắt nữa đã qua, xin hãy bỏ qua. Từ nay sum họp một nhà, chung lo sự nghiệp một đời mẹ cha đã đắp xây. Quỳnh à, Thủy đã cạn lời. Em nghĩ sao vậy Quỳnh? Mẹ, mẹ không còn thương con nữa phải không? Con không chịu đâu. Nín đi con, mẹ không thương con thì còn thương ai nữa chứ. Con ở đây, mẹ vào báo tin cho giám hiệu rồi sẽ đi về. Thủy à, anh cảm ơn em. Không có em nói vô, Quỳnh chẳng tha thứ cho anh đâu. Vậy thì anh nhớ từ nay đừng tái phạm. Một lần thì anh tẩn tới già rồi. Lily, con gái của ba, con giỏi lắm. Con vui quá à. Mẹ con ra kìa. Mình về nhà đi mẹ. Thủy à, Thủy cùng đi với chúng tôi chứ. Cô Thủy, cô sao vậy? Thấy anh chị được vui đoàn tụ, em bỗng nhớ đến người đang sắp chết ở tận nơi xa, không được ai săn sóc đỡ đần. Ngoài cô hàng xóm chẳng quen thân, Ngọc Quỳnh ơi, anh thật là vô tâm. Mừng gặp em mà quên cả bạn bè. Kha cam lòng chịu chết là để cho mình yên ổn bên nhau. Mạnh Hùng anh nên nghĩ đến gia đình, đã một lần tan vỡ bởi do anh. Chị Quỳnh, chị thật quá nhẫn tâm. Chị đành để cho anh Minh Khánh chết hay sao? Chứ cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Cả anh nữa. Tại sao các người không để cho tôi yên? Tại sao chứ? Anh xin lỗi Ngọc Quỳnh. Cũng vì anh nóng nổi ghen hờn đã làm khổ người vợ đoan trang chiết hạnh. Giờ đây anh đã hiểu rành tường tận. Anh quý trọng em, và tội nghiệp cho Kha đã mang bệnh nan y, cặp mắt sắp mù loà. Chờ đợi đem thân xa
quan mộ, khá quyết định không về. Khi chưa tìm được tình em, anh biết lòng anh ấy khổ đau, không còn biết liệu làm sao. Xin em hãy thương tình, vì anh mà hy sinh, vì chỉ có em đến đó mới khuyên được anh đi về. Giải phổ mới an toàn, xin chỉ cứu giùm anh Kha. Không phải chỉ có Thu Thủy yêu cầu em, mà anh cũng đang tha thiết gian nài. Em hãy vì anh mà đi cứu bạn của chúng ta. Anh bằng lòng cho em tới ở bên Kha, săn sóc ảnh trước mặt chồng con à? Quỳnh à, thật sự khó xử quá, nhưng anh không thể không cứu. Hay là anh để Lily ở nhà với mẹ? Việc này nếu mẹ hay được thì càng khổ. Em có ý này, anh cứ để chị Hùng ở lại đây với em, anh đưa Lily về nhà rồi trở lại đây chúng ta cùng đi. Phải đành vậy thôi. Ngọc Quỳnh à, anh đưa con về với mẹ, rồi anh trở lại đây với em và Thủy. Anh sẽ đưa hai người đi gặp mặt Kha nhé. Ba mẹ lâu quá à. Ba về với con. Đi con. Mẹ, mẹ về liền nha mẹ. Ừ, mẹ sẽ về liền. Anh Kha, mấy ngày nay anh không ăn uống gì, cứ như vậy hoài không được đâu. Ngày mai em với má mướn xe đưa anh lên Sài Gòn. Anh Kha, anh có nghe em nói không? Ngày nào cũng như ngày nay, chỉ có nhớ mong chờ đợi, uất ức đau thương. Không lẽ đời ta cứ mãi như thế này sao? Ngọc Quỳnh trốn ta là phải rồi, tại sao lại trốn cả chồng con chứ? Không được, tôi phải đi tìm em hỏi cho ra lẽ. Anh Kha, trời ơi, thì ra là anh dối em. Mắt anh bệnh không thuyên giảm chút nào cả. Em phải đưa anh đi, em phải đưa anh đi Sài Gòn mới được. Đừng, đừng đưa anh đi đâu cả. Anh không sao đâu. Không sao, không sao. Anh không chữa trị là anh sẽ chết đó, anh biết không? Đừng khóc nữa em. Ai lại chẳng có một lần chết, huống chi bệnh của anh. Bệnh của anh? Ông Hùng với cô Thủy nói là anh chịu phẫu thuật là sẽ khỏi mà. Khỏi để làm gì? Cho sức nẻ hạnh phúc gia đình người ta. Cúc, em không biết là Ngọc Quỳnh đã né tránh tôi, xa lánh tôi, xa lánh như một con quái vật. Em không rõ lắm chuyện của anh và chị Ngọc Quỳnh nào đó, nhưng em nghĩ chị ấy tránh né anh là tại vì chị ấy còn yêu anh, nên sợ gặp anh chỉ sẽ yếu lòng rồi lỗi đạo với chồng con. Thôi thôi, đừng nói gì nữa. Anh Kha, anh Kha, anh đừng làm em sợ mà. Trời ơi, má đi chợ rồi làm sao đây? Anh Kha, anh Kha ơi, đừng làm em sợ mà. Kìa, cô Thủy, cô Thủy ơi, anh Kha, anh Kha, anh không xong rồi. Minh Khánh, tỉnh lại đi Minh Khánh. Anh hãy vì mọi người gượng vui gượng sống. Ở ngoài kia còn bốn phương trời rộng, để cho anh thỏa mộng
sông. Đừng vì chút tình si mà hủy diệt cả cuộc đời. Mạnh hùng đã vì anh dẹp bỏ lòng dĩ kỷ, sao anh chẳng vì mọi người mà quên bỏ nỗi niềm đau. Anh Khánh ơi, dù anh chẳng yêu em nhưng em không hề oán hận. Anh hãy cố đứng lên, đừng bao giờ ngã quỵ, đừng phụ bao người bạn tương tri đang chờ anh để làm tươi đẹp cuộc đời. Cố lên anh, em và Thủy sẽ đưa anh về. Ngọc Quỳnh, Thu Thủy, giờ này anh không còn muốn chết nữa, nhưng anh lo sợ đường xa mỏi cánh bay, mà bão giông loạn cuồng, đôi chim non yếu khó mong thoát dòng phong ba. Từng ta đã cam vĩnh biệt. Phiền não đều đặng theo anh gần suốt kiếp con người. Nơi cõi hư vô từ đây anh sẽ ngậm cười, chỉ khổ trên những người còn lại ôm ấp nỗi sầu mãi mãi không. Sẽ nối tiếp những đêm dài, đêm từng chiếc lá thu rơi, nhưng nghe từng bước chân ai quay trở lại. Bên cạnh chồng con dấu nỗi niềm thương nhớ, cố gắng mà quên cho tròn vẹn ân tình. Anh Kha ơi, anh có nghe những lời đầy thương cảm này không? Dù cho có muộn màng nhưng chắc cũng đủ cho anh vui lòng nhắm mắt. Và tôi tin rằng anh Kha sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn những đêm một mình thao thức bởi một chuyện tình buồn. Phải rồi, anh sẽ không còn thao thức nữa, anh sẽ không còn ngồi một mình trầm mặc ưu tư. Và cũng từ nay em sẽ không còn được nghe tiếng đàn giọng hát với bài hát buồn mà anh hay hát giữa đêm khuya. Thôi thì anh cứ ngủ cho say một giấc ngủ bình yên không phiền lụy. Bên anh em vẫn là một người em gái nhỏ, tâm sự cùng anh những chuyện vui buồn. Anh Kha, đừng khóc nữa em, hãy để cho anh Kha được bình yên trong giấc ngủ. Mình hãy lo cho tròn với anh ấy chút bổn phận sau cùng. Anh Khánh ơi, chân người về
anh đã qua ngọt đuôi yêu đương, màu hoa đó vẫn đậm màu, tia nắng xanh vẫn rạt rào. Trong bỗng đêm người sang mờ, ai biết trong đường tình mong manh, gọi tên mãi trong mộng vàng, dù xa nhau trời ngăn đôi. Yêu